Tôi làm cho khổ quá, đã bảo bao nhiêu lần rồi, cứ dọn dẹp một mình, nhớ cái gì nó rơi thì làm thế nào. Sao thế? Mặt tôi nhỏ à? Áo tôi rách à? Hay là thủng quần? Nhìn cứ như là một năm không được gặp ấy. Gớm, sao hôm nay về nhà ngọt ngào thế? Tôi nhìn rõ cái bản mặt của ông ấy, xem kìa. Trời ơi, râu ria thì tua tủa ra, mắt thì trũng thâm xuống. Trông có khiếp không kìa, đẹp mặt nhỉ? Thì khổ quá, thức đêm thì nó phải vậy chứ sao. Đám thanh niên trai trẻ nó thức đêm, mắt nó còn sâu, râu nó còn dài. Huống hồ là mình, tôi như thế này là nhẹ đấy. Vâng, nhẹ. Thâu đêm suốt sáng với cây mọn ở tổ nhân nhện đấy. Râu dài thế này là ít. Này, mình bảo ai là nhân nhện đấy? Đừng có cái thói ăn nói như thế nhá. Thế không à? Thâu đêm suốt sáng với cả một lũ con gái đấy, thế không là nhìn nhận thì là cái gì hả? Này, đừng có mà ăn nói như thế nhá. Ai người ta nghe được người ta cười cho đấy. Cái gì mà một lũ con gái, cái gì mà một tổ nhìn nhận hả? Chứ không ạ. À. Này, đấy là toàn chị em hàng phố nhà mình thôi đấy. Đừng có mà ăn nói cái kiểu như thế. Này, tôi đi có phải đi chơi đâu. Tôi không đi làm đi việc chơi đấy. Ông đừng có quát mắt nhìn tôi như thế nhá. Tôi nói nhẹ nhàng là tôi đi làm việc. Cả hàng phố này người ta tin tưởng tôi, người ta bầu tôi, thì tôi phải có trách nhiệm. Chứ tôi đi làm gì mà hàng phố là người ta nói gì mà bà về bà nói với tôi như thế hả? Sao không? Ông không nghe thấy hàng xóm người ta nói đầy lên này. Người ta bảo sao? Người ta nói thẳng ra là ông phố ấy, ông bỏ nhà bỏ cửa, bỏ vợ bỏ con, đi hầu hạ dạ vâng mấy cái con ở phường ấy. Mặc kệ. Lũ như thế ông không ngượng à? Mặc kệ đứa nào thối mồm, chúng nó nói thế nào mặc kệ chúng nó. Tôi không tin, tôi không nghe. Tôi có thế nào mà tôi phải sợ? Tôi đi làm việc, dân bầu thì tôi phải có trách nhiệm nhá. Trách nhiệm? Sao ông không nói với người ta rằng là ông cũng là trách nhiệm trụ cột gia đình này? Ông bỏ đi như thế thì làm nước để ai trông? Mấy cô to ai làm? Hả? Tôi đi làm việc cả đêm về tôi vẫn định để dọn hàng, tôi vẫn làm chứ ai làm? Đi làm cả đêm thì làm gì còn hơi sức đâu mà làm việc được nữa. Bà đừng có cái kiểu ghen tuồng bóng gió đấy nhá. Tôi nói cho bà biết, tôi chả có từ tỉnh với ai cả. Phục vụ một mình bà tôi cũng mệt lắm rồi. Bác Phú! Này, cứ rồi em chào bác. Cô Phú đấy à? Vâng, ừ, cứ rồi ơi. Chào bác ạ. Đôi trẻ gặp nhau díu dít nhỉ. Sao thế lại nói lung tung? Đi vào trong nhà đi. Không cần đuổi, tôi khắc vào để cho hai người nói chuyện. Quá cái chuyện lệ. Bác gái làm sao thế ạ? Cứ mưa nắng thất thường là bà hay khó tính như thế đấy. Hôm nay có chuyện gì mà vui thế? Trời ơi, vui lắm cơ ạ. Em sang có chuyện này muốn nói bác. Có cái gì thế? Em có chai rượu bổ thận tráng dương, nghe người ta bảo là một người uống cả nhà vui. Thế à? Đúng bác. Ui giời ơi, có uống được rượu đâu mà sao hôm nay tự dưng lại biếu chai rượu thế này? Chắc là có chuyện động trời đấy hả? Ôi, công của bác lớn lắm. Cái gì thế? Em có bầu rồi. Này, có bầu rồi à? Vâng. Ui thế thì vui quá, chúc mừng cô chú nhá. Vâng. Này, thì lâu chưa? 2 tháng rồi ạ. Thế à? Vâng. Sao không lên bệnh viện mà kiểm tra đi cho nó chắc ăn? Em cũng định lên bệnh viện nhưng mà tại vì chồng em đang đi công tác, lên đấy chả quen biết ai, em ngại lắm. Không lo đâu, cứ lên trên khoa ở trên đấy, nói là người nhà của bác Phô, các anh ở trên đấy quen tôi hết đấy mà, người ta giúp đỡ nhiệt tình lắm. Thôi, em ngại lắm, em muốn bác đưa em đi. Chết chết, tôi bận lắm mà đưa ra như thế, thì nhỡ chú ấy nhìn thấy thì làm thế nào? Chả làm sao cả, em đảm bảo với bác là không làm sao cả. Em mà có bầu được như thế này là cũng chăm sự nhờ bác. Bác vất vả với em quá. Cái gì mà khách sáo thế? Giúp được ai là tôi vẫn giúp nhiệt tình ấy mà. Bác Phô này, hôm nay em sang em cũng muốn hỏi bác đặt tên con ấy mà. Đặt tên con à? Vâng. Ôi, thì bên đấy cứ nghĩ thế nào thì đặt như thế. Nhà em nó ít chữ lắm, gươm cứ mà nghĩ vài ngày cũng chẳng ra ấy. Em tính thế này, nếu mà đẻ con trai ấy thì em sẽ đặt tên là Trần Phô Trương. Trần Phô Trương. Vâng. Còn nếu mà con gái ấy thì em tên là Nguyễn Thị Phụng Trộ. Cái gì thế? Trời ơi nhá, tôi biết rõ cái mặt ông rồi nhá. Ô hay. Ui giời ơi, hóa ra là như thế đấy. Như thế là ông như thế nào? Tử tế quá đấy nhỉ. Không không, bác ơi, hôm nay em sang đây là chỉ muốn cảm ơn bác trai, nhờ bác vất vả vợ chồng em nên rồi em mới có bầu đấy ạ. Phải, chồng tôi vất vả cho nên là cô mới có bầu. Vâng. Vâng, cái gì mà vâng, bà làm sao thế ạ? Đừng có mà hiểu sang cái nghĩa ấy nhá. Ồ quá hả? Đừng có bà nói lung tung. Đấy, ông
chồng cô là không có con nhá, cả phố này ai người ta cũng biết nhá. Còn cô nhá, thai mấy tháng rồi? Hai tháng ạ. À? Ui dồi đấy, thấy chưa? Hai tháng nay ông lặn lội đêm hôm. Đấy nhá, rõ ràng chưa? Này, đấy ông còn nói gì được nữa không ạ? Đấy là cái việc khác nhá, bà đừng có mà cái kiểu xỉa xói như thế nhá. Hai tháng hay ba tháng? Lại còn tặng nhau chai rượu à? Một người khỏe cả nhà vui à? Thế thì để tôi uống xem là mấy đứa vui nhá. Hôm nay bà không uống được rượu đâu. Hả? Hả? Vui không? Vui không? Vui không? Vui. Ôi trời ơi, lại còn đông ca vui à? Ôi trời ơi, kết hợp với nhau nhuần nhuyễn nhỉ? Hợp nhỉ? Xem còn cái gì hơn thế nữa không? Hả? Thôi nhá. Từ đấy giờ tôi chịu chị hơi bị nhiều rồi đấy. Tôi không để nó đâu đấy. À không để thì làm gì? À định rút tóc móc mắt nhau à? Hả? Thôi nhá. Mà bắt đi làm gì cơ hả? Này, chú Bơm bây giờ có chuyện gì đấy? Vừa mới chạy về nhà một tí mà làm sao? Sao là có chuyện gì? Giúp tôi cái. Chú xem đấy, anh chú đấy. Chị bình tĩnh, làm sao? Khổ lắm anh chú đấy, nhìn kia kia, vào chỗ kia kia. Tác giả đây này, tác phẩm kia kia. Cái tác phẩm cái gì? Đây, tác giả rồi có tác phẩm đấy. Nhưng mà tác phẩm gì? Thì cứ hỏi đi, hỏi đây hỏi nên anh chú đi hỏi luôn này. Nhưng làm sao? Khổ quá, chị cứ bình tĩnh. Sao tác giả tác phẩm gì em không hiểu? Tác giả là đi thâu đêm suốt sáng, làm người khác có thai. Này, khổ quá, chị bình tĩnh. Em gần gũi bác ấy, em lạ thì tính bác ấy nữa, không có chuyện gì đâu. Không, chú không biết đấy, thôi đây bây giờ chú cứ hỏi đấy, đây hỏi đi. Hỏi luôn đi đây này, ba mặt một lời. Cô Phú, đây tôi bảo. Rồi sao ấy? Cô có bầu đấy à? Vâng. Bao lâu rồi? Hai tháng. Đấy, thấy chưa? Thấy cái gì? Hai tháng nay ông đi thâu đêm suốt sáng. Thôi. Không còn chối gì nữa. Thôi chị bình tĩnh. Thôi được rồi. Rõ lắm rồi, cho nên em cũng không cần phải hỏi anh nữa nhá. Đấy. Bác Phổ ạ, em quá bất ngờ với bác. Bác gần này tuổi đầu rồi mà sao bây giờ lại còn nóng cớn lên thế này là thế nào? Chú là người hiểu thôi, chú hiểu sai ý tôi. Không rồi. Có sai cái gì cả, rõ ràng như thế này rồi, bây giờ bác còn định chối cái gì? Điên nào, khổ quá, phải để cho tôi nói. Không, bác không được quyền nói gì hết. Em chào hai bác ạ. Cả Bình. Mình về lúc nào thế? Sao sang đây thì chả nói với anh một câu. Em chào hai bác. Mà tiện đây nhá, em báo cho hai bác một tin rất vui, vợ em có bầu rồi. Tin sốt dẻo quá nhỉ. Này, biết từ lâu rồi nhá. Vâng. Em mừng quá các bác ạ. Mừng lắm ạ. Sừng mọc dài như tuần lộc thế kia rồi mừng ạ. Vâng. Ơ cái gì? Sừng sừng mọc dài có gì đâu. Sừng này còn có gì đâu. Này, không biết nhục hả? Hả? Không biết ngượng là mày còn bố bô cái mồm ra. Này, vợ có bầu tới người khác mà không biết nhục à? Các bác này. Thế nào các bác nói chuyện gì em chả hiểu gì cả. Đây ông ra đây. Ông ra đây. Từ nãy giờ tôi đang đau đầu lắm rồi đấy. Bây giờ chú giải thích cho tất cả mọi người cái việc vợ chú có bầu như nào đi. Tôi từ nãy giờ không ai để cho tôi nói một câu gọn gàng cả. Nói gì được nữa. Nó là thế này. Ôi giời, có gì đâu. Em ấy trước ấy là vô sinh thật. Ấy nhờ bác Phô đây, bác mới quần quật, bác ấy lao động cật lực thì vợ em mới có kết quả như đấy. Thế còn gì nữa? Thế còn gì nữa? Đồ nhô phải giải thích một cách gọn gàng rõ ràng chứ, tôi làm cái gì quần quật với vợ chú? Bác Phô ấy, bác biết là em vô sinh, bác mới đưa đến bác sĩ Dương, bác sĩ Dương thương em, em mới tư vấn cho em, chữa cho em thế này, em hết vô sinh vợ em mới có kết quả như thế này. Vâng. Thấy chưa? Này, thế là tức là... Đây, giấy xét nghiệm đây, có cả giấy xét nghiệm đây. Đấy, em hết bệnh rồi. Này, thế chú cũng là đồng tác giả à? Này, không, chú là của đồng em. Của em như em chính là tác giả chính. Tức là chú là lao động chính. Vâng. Bác trên này chỉ tư vấn cho em thôi. Đấy. Này, chú đừng có mà ăn nói cái kiểu lấp la lấp lửng đấy nhá. Khổ quá thì... Tại vì là em vừa mới ra đến nơi, chưa hiểu mô tê ra làm sao thì đây này chính chú bác gái nói thì đợi em cũng bị hiểu lầm. Xin phép hai bác vợ chồng em về ạ. À. Em đưa vợ em đi khám luôn. Bây giờ đã sáng mắt ra chưa? Nghe thủng chưa? Vô duyên quá. Tôi xin lỗi. Này, tôi bảo này, có chai rượu ngon,
quý lắm. Đi vào nghỉ ngơi đi, tôi làm cho cái gì nhắm nhá. Không cần phải nhắm. Để đấy, tôi uống xem nó vui đến cỡ nào.